Tụi em đến chưa làm cái kế hoạch đó do gia đình chưa cho, với lại rất là sợ dịch bệnh. Hiện tại thì mình có kế hoạch đi du lịch nhưng mà do dịch bệnh với cả hiện tại ở miền Trung cũng đang rất là lũ lụt ấy, thời tiết hiện tại là không được tốt nên là kế hoạch của mình bị hoãn lại và mình chỉ có thể là đi du lịch vòng quanh thành phố thôi. Hiện giờ mình đang có kế hoạch đi Đà Lạt nhưng mà vấn đề dịch là mình lo ngại, nhưng mà mình sẽ tự trang bị những kiến thức về phòng chống dịch như là đeo khẩu trang và rửa tay. Dịch COVID-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đã làm suy giảm hầu hết các hoạt động sản xuất, dịch vụ kinh doanh và nặng nề nhất là ngành du lịch. Sau thời gian cầm cự gần như kiệt sức, đến nay phần đông các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đều xác định phải khôi phục hoạt động trở lại, cho dù dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Hầu hết các doanh nghiệp đều chủ động áp dụng các biện pháp an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh do cơ quan chức năng quy định, nhằm nỗ lực thu hút và làm yên lòng du khách. Đối với du lịch Bến Thành, cái vấn đề an toàn trong du lịch luôn đặt trên hết. Chúng tôi luôn áp dụng những quy trình chặt chẽ của Bộ Y tế, Sở Du lịch trong vấn đề cung cấp những cái tour an toàn cụ thể, như là những điểm đến an toàn. Trong tour thì cung cấp khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn và đặc biệt là lựa chọn những nhóm khách phù hợp trong từng chuyến đi, tư vấn cho khách hàng sử dụng dịch vụ an toàn. Cùng với các công ty lữ hành, nhiều cơ sở lưu trú cũng đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ an toàn cho du khách. Điển hình tại Renaissance Riverside Hotel Sài Gòn thuộc tập đoàn Marriott International, khách sạn cho biết trong tình hình dịch bệnh hiện nay, khách sạn đã triển khai chương trình Commitment to Clean, áp dụng các tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt đồng loạt tại hơn 7.000 khách sạn trên 131 nước. Để đảm bảo an toàn dành cho khách hàng cũng như là nhân viên khi đến ở cũng như là làm việc tại bất cứ một khách sạn nào của tập đoàn Marriott. Điển hình là khi khách đến tại khách sạn của chúng tôi thì họ sẽ được đo nhiệt độ, và trong cái quá trình mà ở thì chúng tôi sẽ cung cấp các cái thiết bị chuyên dụng, ví dụ như thiết bị khử khuẩn. Chúng tôi là một trong những cái tập đoàn đầu tiên sử dụng cái thiết bị khử khuẩn tĩnh điện. Đây là những cái công nghệ mới nhất được đưa ra để đảm bảo cái môi trường sinh hoạt của khách và của nhân viên là an toàn nhất. Chúng tôi cũng cung cấp các cái dung dịch sát trùng tay cũng như là khăn giấy khử khuẩn dành cho khách trong quá trình sử dụng, trong quá trình ở tại khách sạn. Các cái lĩnh vực nhà hàng hoặc là khối nhân viên thì chúng tôi có những cái yêu cầu như là các bạn phải rửa tay cứ mỗi 20 phút, 20 giây, hoặc là đối với khu vực bếp thì các bạn phải sử dụng lau chùi và khử khuẩn bề mặt cứ mỗi 2 tiếng đồng hồ. Thì đây là một trong những cái bước cơ bản mà tập đoàn chúng tôi đã yêu cầu các khách sạn phải triển khai một cách đồng nhất để đảm bảo là khách có một cái trải nghiệm an toàn nhất. Trong du lịch an toàn thì công ty cũng muốn có một cái quy định về du lịch an toàn được ban hành bởi Bộ Y tế và Sở Du lịch. Cái bộ quy định đó cơ bản thôi, không có chi tiết lắm hoặc là quá khắt khe để mà gây khó khăn cho doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa là cần cái sự truyền thông đến để cho khách hàng biết rõ rằng là những điểm đến của khách hàng đang là những điểm đến an toàn. Tôi cũng mong muốn chính phủ có một bộ tiêu chí rất rõ ràng và có một cái chương trình chứng nhận về cái độ an toàn của cái dịch Covid. Hiện nay chúng ta cũng có, nhưng mà đây là những cái mà lưu hành nội bộ và chúng tôi vẫn chưa có những cái chứng chỉ chính thức. Bên cạnh đó, cái việc mà đơn giản hóa cũng như là có thể giảm bớt chi phí xuất nhập cảnh dành cho đối tượng du khách hoặc chuyên gia cũng là một trong những cái chính sách tốt có thể hy vọng là đem lại cái sự hồi phục cho cái nền du lịch cũng như là hỗ trợ các cái khách sạn và cơ sở du trú có thể phát triển hoặc là hồi phục trong quá trình kinh doanh. Xin cảm ơn. Vận hành du lịch an toàn. Để có thể xác định được diện mạo của quy trình này một cách hiệu quả và thiết thực nhất,
có lẽ sẽ cần sự chung tay của nhiều người hơn nữa để ngành du lịch sớm hồi sinh sau Covid-19.